Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Sao Nhí thích Tiểu Long mở vở đường làm đạo diễn. Từng bị chơi bai không ít vì sự nghiệp xuống dốc và lùm xùm đời tư, nhưng ở độ tuổi ngoài 30, Thích Tiểu Long dần lấy lại chỗ đứng và tập trung gây dựng sự nghiệp nghệ thuật. Thằng đồng võ thuật khó vượt qua cái bóng của bản thân. Nhắc đến thằng đồng võ thuật của điện ảnh Hoa ngữ, cái tên thường được khán giả nhớ tới đầu tiên là Thích Tiểu Long, chú tiện với gương mặt lém lỉnh đáng yêu và khả năng sử dụng võ thiếu lâm tuyệt đỉnh. Để sở hữu thân thủ linh hoạt và tài nghệ võ thuật hơn người, ngay từ khi còn nhỏ, Thích Tiểu Long đã phải trải qua khoảng thời gian khổ luyện hà khắc từ lúc mới 2 tuổi. Vốn sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống võ thuật danh tiếng, bố là Trần Đồng Sơn, hiệu trưởng trường võ thuật Thiếu Lâm tự Tung Sơn. Thích Tiểu Long ngay từ nhỏ đã được gia đình định hướng cho theo nghiệp võ. Năm 1990, khi mới tròn 2 tuổi, cậu được cha mẹ đưa vào chùa Thiếu Lâm để bắt đầu rèn luyện. Những tháng ngày luyện tập khắc nghiệt của thằng đồng võ thuật bắt đầu từ đây. Hàng ngày Thích Tiểu Long phải dậy từ 5 giờ sáng để chạy bộ cùng cha khắp chùa, sáng luyện tập, chiều luyện tập, đến đêm trước khi đi ngủ, cậu cũng phải luyện tập. Trong lúc những đứa trẻ cùng tuổi được thoải mái ăn chơi hay làm nũng bố mẹ, Thích Tiểu Long lại trải qua những ngày tháng khổ luyện hà khắc. Những năm luyện võ ở chùa, tôi không được một ngày ăn cơm thịt. Ngày nắng 40 độ C hay khi đông về, nhiệt độ dưới âm độ C, tôi cùng các bạn đồng môn đều phải luyện tập. Nếu chúng tôi luyện không đạt, sẽ phải chấp hành hình phạt từ sư phụ, Thích Tiểu Long tâm sự. Sau hơn 10 năm rèn luyện với những thành tích ấn tượng trong nghề võ, Thích Tiểu Long bén duyên với nghệ thuật. Nhờ sở hữu gương mặt bầu bĩnh lém lĩnh và dễ thương, Thích Tiểu Long nhanh chóng được Lâm Chí Dĩnh mời thử sức trong bộ phim điện ảnh đầu tiên là Thiếu Lâm Tiểu Tử năm 1993. Sau đó, cậu nhóc phẫu thuật liên tục góp mặt trong các tác phẩm nổi tiếng như Tân Ô Long Viện, Trọng Trung Quốc, Thiếu Lâm Hùng Phong. Cậu bé tuổi trẻ tài cao nhanh chóng gây dựng được danh tiếng, trở thành sao nhí được yêu mến nhất nhì Trung Quốc trong nhiều năm và được mong chờ sẽ trở thành ngôi sao võ thuật như Thành Long hay Lý Liên Kiệt trong tương lai. Tuy nhiên khi nghiệp diễn xuất đang ở đỉnh cao, Thích Tiểu Long bất ngờ nói lời tạm biệt khán giả ở tuổi 15. Anh sang Mỹ du học tại một trường nghệ thuật ở New York vào năm 2013. Những tưởng vùng đất mới sẽ giúp thiên tài nhí có một sự trở lại đột phá, nhưng khi trở lại màn ảnh, Thích Tiểu Long lại phải quen với hào quang dần bị lãng quên. Giữa hàng loạt các gương mặt mới, với yếu tố ngoại hình và kỹ năng ngày càng được cải thiện, Thích Tiểu Long trở nên yếu thế hơn. Sự thay đổi về ngoại hình từ cậu nhóc bù bẩm đáng yêu, đây là chàng thanh niên và thân hình thừa cân, xuống sắc, khiến cho Thích Tiểu Long ít được giao các vai chính. Từ năm 2005 đến 2016, anh chỉ thường xuyên với các vai nhỏ, khách mời trong các phim như Phủ Động Càn Khôn, Kinh Thiên Nhạc Lôi, Nghe Thấy Trời Mưa, Diệp Vấn Hai. Điều này khiến cho nhiều người cho rằng thằng đồng võ thuật nổi danh một thời cũng chỉ là một hiện tượng sớm nở, tối tàn. Trần thời của Thích Tiểu Long đã hết khi tên tuổi của anh ngày một bị lãng quên. Tìm lại hào quang với bản tính kiên trì qua khổ luyện. Tuy nhiên trong lúc người ta đang bàn tán về sự nghiệp xuống dốc của Thích Tiểu Long, nam diễn viên lại kiên trì lấy lại hình ảnh và tập trung phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Hiểu được thị hiếu của khán giả, luôn yêu thích những diễn viên có ngoại hình bắt mắt, Thích Tiểu Long nỗ lực giảm cân, tập gym, chăm sóc lại nhan sắc cho bản thân. Ở độ tuổi ngoài 30, không còn là cậu nhóc dễ thương ngày nào, anh lột xác trở thành một người đàn ông điển trai và vẻ ngoài phong trần từng trải. Sự thay đổi tích cực của ngôi sao võ thuật nhí một thời nhận được sự ủng hộ, khen ngợi hết lời từ khán giả si biết. Chăm chút cho ngoại hình, Thích Tiểu Long cũng tập trung hơn trong việc phủ sóng hình ảnh của bản thân. Anh đầu quân cho Tham Lam Bắc Kinh, một công ty điện ảnh mới thành lập nhưng sở hữu nguồn tài nguyên rất lớn. Không những thế, Thích Tiểu Long cũng tự mở võ quán, mang tên Long Môn Thích Gia, đảm nhận vai trò võ sư. Anh rèn luyện võ thuật, những vai trò làm giám khảo cho giải đấu Việt Anh chuyên nghiệp ở võ đài của Tinh Võ Môn và tham gia nhiều chương trình truyền hình, tích cực chụp ảnh tạp chí để mang hình ảnh gần hơn với công chúng. Đồng thời nhờ 5 tháng ăn ngủ trên phim trường và học tập bài bản về nghệ thuật, Thích Tiểu Long quyết định tự đầu tư làm phim. Anh đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm diễn viên trong bộ phim mới Kim Thiện Hàng Ma. Trong quá trình quay phim, anh thể hiện sự chuyên nghiệp khi trực tiếp chỉ đạo võ thuật, không ngại lăn xả hết mình trong các cách đánh nhau, xô xát. Đặc biệt nam diễn viên tuyệt đối không sử dụng diễn viên đóng thế mà tự mình thực hiện những cảnh đu dây, đánh nhau hay ngã xuống đường nhiều lần. Sau những năm tháng nổi danh, Thích Tiểu Long không ngủ quên trên hào quang, cũng không tiếc nuối quá khứ lẫy lừng, anh bình tĩnh kiên trì lựa chọn con đường cho riêng mình. Tôi từng học tính kiên trì từ Thiếu Lâm tự, những cái khổ ngày nhỏ còn trải qua được, giờ có gì làm có được tôi, nam diễn viên chia sẻ. Ngôi sao võ thuật hàng đầu một thời luôn chăm chỉ trong công việc và mọi hoạt động của mình. Người ta có thể nói Thích Tiểu Long không còn nổi danh như xưa,
nhưng không thể phủ nhận chỗ đứng của anh trong làng điện ảnh Hoa ngữ, khó có do những võ thuật hiện tại nào có thể vượt qua.